chào mừng quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng con số may mắn. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình Tử Vi Con Số May Mắn, chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Vi Con Số May Mắn chia sẻ đến quý vị là số tử vi có nội dung như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Được lộc bề trên, đúng tháng 4 âm lịch năm 2024, Quý Sửu 1973, chúng đậm phát tài rực rỡ. Rất vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Tử Vi ngày hôm nay. Tử Vi nguyện cho quý cô bác anh chị nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Lời đầu tiên, đội ngũ biên tập chương trình xin được gửi lời cảm ơn tới quý cô bác anh chị đã luôn động viên và đồng hành cùng Tử Vi trong suốt thời gian vừa qua. Quý vị thân mến, những người sinh năm 1973 là tuổi Quý Sửu, thuộc mệnh mộc, cụ thể là tang đố mộc, tức gỗ cây dâu, cũng như các nạp âm khác của mệnh mộc. Người tuổi Quý Sửu, mệnh tang đố mộc có tấm lòng nhân ái, hiền hòa và thiện lương, tính cách rộng rãi, mềm dẻo, có lối suy nghĩ và ứng xử đậm chất nhân hòa là đặc trưng của người mệnh này. Với họ, chữ nhân là cái gốc để tu thân và lập nghiệp. Nguyên tắc phương châm sống này trở thành bất di, bất dịch, xây dựng nên người tuổi Quý Sửu, mệnh tang đố mộc có nhân cách tốt đẹp và cao quý vô cùng. Cũng vì vậy mà họ nhận được sự ủng hộ và niềm tin của nhiều người. Tuy nhiên, nhược điểm của tuổi này là dễ bị thị phi, dễ dính vào tranh luận, cãi vã, dễ bị hiểu lầm và mang tiếng xấu. Bù lại, hầu hết người tuổi Quý Sửu, mệnh tang đố mộc rất có tài, đặc biệt có khả năng làm những việc liên quan đến công tác xã hội, chính trị. Nếu có mệnh lớn làm nên đại sự thì đất nước được nhờ. Bản mệnh cũng rất giỏi giao tiếp, nắm bắt được suy nghĩ của người khác, có lối suy nghĩ và ứng xử khéo léo vô cùng. Người này hiểu sâu, biết rộng, thấu hiểu sự đời, không lo chuyện bao đồng cũng không vướng phải những rắc rối không đâu. Họ có đường tài lộc khá tốt, tiền vận, tài khí chưa tụ, nhưng tới trung vận thì vận khí dần tốt lên, có cơ hội phát triển, hậu vận tốt đẹp, gia nghiệp đã thành. Họ thông minh, có học thức, có tài năng về kỹ thuật và nghệ thuật, thích hợp làm học giả, giáo viên, bác sĩ. Người này không dựa được vào gia đình mà tay trắng lập nghiệp. Vợ chồng có thể bạch đầu dai, lão con cái thông minh, tài giỏi, sinh mùa xuân, mùa hạ thì không phải lo chuyện cơm ăn, áo mặc, sinh vào mùa thu, mùa đông thì phúc thọ mãn đường, sinh ban ngày thì được lộc, sinh ban đêm thì hưởng an lạc. Về con đường sự nghiệp thì chắc chắn sẽ có được thành quả xứng đáng từ chính nỗ lực của mình. Về đời sống thì cũng đầy đủ không thiếu thứ gì, nhưng có những lúc thì không được điều may, có phước nhưng cũng cần phải vượt qua được thử thách, thì về hậu vận mới có cuộc sống ấm no, sung túc, vạn người ao ước. Tổng quan tử vi tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, tháng 4 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024, theo tử vi tháng 4 âm lịch của tuổi Quý Sửu cho thấy, cuộc sống của bạn tháng này có thuận lợi cũng có khó khăn, khuyên bạn phải có cách tùy cơ ứng biến trong những trường hợp khác nhau, tránh chuyện bé xé ra to, tự đẩy mình vào rắc rối. Tam hợp chiếu mệnh, nhìn chung, công việc của bản mệnh vẫn tiến triển khá thuận lợi, người làm công ăn lương hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, những thành tích bạn gặt hái được có thể sẽ khiến kẻ tiểu nhân ngứa mắt, ngấm ngầm bày trò hãm hại. Phương diện kinh tế có dấu hiệu khởi sắc, tháng này, quan hệ xã giao nhìn chung hài hòa, nên tuổi Quý Sửu có thể xúc tiến việc ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh. Tuy nhiên, trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, bạn cũng cần phải đánh giá đúng tình hình thực tế, đừng tin theo lời rủ rê, lôi kéo của người ngoài. Tình cảm tháng này của bạn có nhiều dấu hiệu khởi sắc, tuổi Quý Sửu dù không nổi bật, nhưng vẫn luôn thu hút được sự chú ý của nhiều người. Bạn có thể lọt vào mắt xanh của ai đó trong tháng này. Nếu có ai chủ động làm quen, bạn cũng có thể thử trò chuyện với đối phương,
biết đâu đó là người có tâm hồn đồng điệu với bạn. Xét về phương diện sự nghiệp của tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, trong tháng 4 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024, tháng 4 âm lịch này, người tuổi Quý Sửu có thể gặt hái được khá nhiều thành tích tốt trong công việc. Bản mệnh biết rõ điểm mạnh của mình là gì để phát huy đúng lúc, đúng chỗ, nên thường được lãnh đạo đánh giá cao, đồng nghiệp khâm phục. Hãy mạnh dạn nêu lên quan điểm, suy nghĩ của mình với tập thể, rất có thể bạn sẽ nhận được sự tán thành và ủng hộ của nhiều người xung quanh. Đóng góp của con giáp này có thể giúp mọi người tìm ra hướng đi mới trong công việc, khắc phục những khó khăn còn tồn đọng thời gian qua. Tuy nhiên, dù có đạt được thành công đến mấy, bạn cũng đừng trở nên kiêu căng, ngạo mạn. Cách hành xử không đúng đắn có thể khiến bạn đắc tội kẻ tiểu nhân hoặc gây tổn thương cho người khác lúc nào không hay. Tốt nhất, bản mệnh vẫn nên dành thời gian lắng nghe người khác, tôn trọng những khác biệt giữa mọi người, bởi ai cũng có những điểm mạnh riêng. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, trong tháng 4 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024, phương diện tài lộc của người tuổi Quý Sửu cũng có dấu hiệu khởi sắc trong tháng 4 âm lịch này. Bạn chăm chỉ làm việc, cống hiến thì sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Người làm công ăn lương lấy được lòng tin của lãnh đạo nên thường được phân công cho những nhiệm vụ quan trọng. Dù phải vất vả, nhưng hãy cố gắng hết sức, bạn sẽ nhận được nhiều khoản thưởng nóng, thậm chí được cất nhắc tăng lương nếu công việc đạt kết quả tốt. Với người làm kinh tế, nhân thời điểm các mối quan hệ xã giao đều khá thuận lợi, bạn có thể tranh thủ ký kết hợp đồng với đối tác hoặc mở rộng quy mô làm ăn, kinh doanh. Hãy tin tưởng vào khả năng của mình và sẵn sàng đối diện với thử thách. Bạn sẽ thấy nhiều cơ hội kiếm tiền ở ngay trước mắt. Có điều, trong tháng vẫn sẽ có những thời điểm kẻ tiểu nhân xuất hiện quấy phá. Khuyên bạn nên kiểm chứng rõ ràng thông tin trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào. Đừng nghe theo lời rủ rê, lôi kéo đầu tư của những người không đáng tin cậy. Kể cả trong những công việc quen thuộc, bạn cũng cần tập trung chú ý, chớ chủ quan, kẻo phạm phải những lỗi sai đáng tiếc. Xét về phương diện tình cảm của tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, trong tháng 4 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024, phương diện tình cảm của người tuổi Quý Sửu cũng có những khởi sắc tích cực trong tháng 4 âm lịch này. Đặc biệt, người còn độc thân có thể nhận được sự chú ý đến từ nhiều người khác giới. Khuyên bạn, hãy tự tin thể hiện những điểm mạnh của bản thân, chăm chút ngoại hình hơn và chú ý cư xử, thì không thiếu những đối tượng chủ động tiếp cận. Nếu có thiện cảm với ai, bạn hãy dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện với đối phương. Trải qua quá trình trò chuyện, tìm hiểu, bạn có thể nhận ra rằng người đó có nhiều quan điểm trùng với mình. Hai người có tâm hồn đồng điệu với nhau. Với người đã lập gia đình, bản mệnh quý trọng những gì mình đang có, nên luôn cố gắng dành thời gian và giúp đỡ những người thân yêu. Cũng nhờ vậy mà tình cảm giữa mọi người ngày càng trở nên gần gũi và gắn bó hơn. Nếu có khó khăn gì trong công việc, con giáp này đừng ngại tâm sự, trao đổi với nửa kia của mình. Người ấy có thể đưa ra những gợi ý hữu ích, giúp bạn nhìn nhận vấn đề dưới một góc độ mới mẻ hơn, hoặc ít nhất bạn cũng sẽ thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, trong tháng 4 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024. Trong tháng 4 âm lịch này, dưới tác động của ngũ quỷ hung tinh, tình hình sức khỏe của người tuổi Quý Sửu có dấu hiệu suy giảm nhẹ, song không đáng lo ngại. Chỉ cần bạn nghỉ ngơi hợp lý, khoa học thì cơ thể sẽ không gặp phải vấn đề gì quá lớn. Khi làm việc chân tay hoặc khi tham gia giao thông, hãy chú ý an toàn, kẻo xảy ra những sự cố đáng tiếc. Nếu cảm thấy cơ thể có dấu hiệu gì bất ổn thì nên đi khám chữa ngay, chớ nên kéo dài, khiến bệnh tình trở nặng. Sau đây là tử vi từng tuần của tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, trong tháng 4 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024. Xem tử vi tuần 1 tháng 4 âm lịch, năm 2024, tuần này, sự nghiệp của người tuổi Quý Sửu kém phần hanh thông, thuận lợi,
chủ yếu là do cách hành xử của bản mệnh với mọi người và mọi việc xung quanh. Cục diện tương hại khiến cho bạn trở nên nóng nảy, thất thường, không chịu lắng nghe ý kiến của người khác. Con giáp này cần phải hiểu rằng, dù bạn có tài giỏi hay thành tích trước đây của bạn có rực rỡ đến đâu thì không phải lúc nào, bạn cũng là người đưa ra được những nhận định và ý kiến chính xác nhất. Lắng nghe mọi người xung quanh không bao giờ là thừa. Thậm chí thông qua quá trình này, tuổi Quý Sửu còn tích lũy thêm được những kinh nghiệm hoặc kiến thức mới đáng quý. Nguyệt lệnh lâm dưỡng cho thấy, bạn vốn là một người chăm chỉ và cẩn thận. Ưu điểm của bạn luôn được lãnh đạo đánh giá rất cao. Điều bạn cần phải thay đổi chính là thái độ cứng nhắc, thiếu cởi mở của mình khi tiếp nhận những điều mới mẻ. Nếu cứ mãi đi theo một lối mòn quen thuộc, bản mệnh sẽ không thể đạt được những thành tích đột phá. Rút ngắn thời gian chạm vào cái đích mình đã đặt ra, hãy thử sức mình trong những lĩnh vực mới mẻ hơn. Rất có thể bạn sẽ còn phát hiện ra năng lực tiềm ẩn của mình nữa. Tình hình tài chính của người tuổi Quý Sửu tuần này cũng chưa có những dấu hiệu phát triển đáng kể. Bạn nên kiên nhẫn hơn nữa trên con đường làm giàu, chớ nên sốt ruột khi mình chưa thu được thành quả. Cục diện tương hại tác động, con giáp này nên hoàn thành cho tốt các kế hoạch còn dang dở của mình. Với những dự án mới, bạn cần thêm thời gian để cân nhắc, không cần vội vàng chạy theo xu thế của thị trường, cuối cùng lại sôi hỏng bỏng không. Người làm công ăn lương cũng nên chăm chỉ và nghiêm túc khi tiến hành công việc. Dù không nhận được thêm các khoản thưởng nóng đi nữa, thì ít nhất con giáp này cũng chớ nên phạm phải các lỗi sai để bị phạt tiền hoặc phải dùng tiền để đền bù thiệt hại. Nếu muốn cải thiện thu nhập của mình, bạn có thể dành thêm thời gian cho các công việc làm thêm. Túi tiền không mấy dư giả còn phải chịu thêm tác động của tiểu hao. Khuyên bạn, chi tiêu gì cũng cần phải có kế hoạch rõ ràng, chớ nên mua sắm theo cảm hứng nhất thời, bởi các khoản tiền tương nhỏ, nhưng khi góp lại cũng sẽ khiến bạn tổn hại một khoản khá lớn đấy. Trái với những dấu hiệu bất ổn trong sự nghiệp và tài lộc, thì đường tình duyên của người tuổi Quý Sửu tuần này lại khá hanh thông. Con giáp này có thể hài lòng với cuộc sống riêng tư của mình. Với người đã lập gia đình, bạn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của người ấy trên nhiều quyết định. Đồng thời, người ấy cũng có thể phân tích cho bạn những mặt lợi hại của vấn đề, để bạn có thể đưa ra những quyết định chuẩn xác hơn. Các thành viên trong gia đình hòa thuận, giúp đỡ nhau cũng khiến con giáp này cảm thấy yên tâm công tác. Người nhà có thể trở thành động lực giúp bạn vượt qua khó khăn, thậm chí thử sức mình trong những lĩnh vực mới mẻ. Với người còn độc thân, bạn có thể nhận được lời làm quen đến từ bạn bè khác giới. Chỉ cần bản mệnh chịu mở lòng và chịu dành thời gian cho đối phương, thì chắc chắn mối quan hệ giữa hai người sẽ ấm lên nhanh chóng. Tất nhiên, hai người cũng không cần quá vội vàng đến với nhau. Hãy tiếp tục dành thời gian để trò chuyện, tìm hiểu, bạn sẽ nhận ra đối phương có phải là người phù hợp với mình hay không. Từ đó đưa ra quyết định cũng không muộn. Nhìn chung, tuần này người tuổi Quý Sửu vẫn duy trì được tình trạng sức khỏe khá tốt của mình. Dù công việc chưa đạt được mục tiêu, nhưng bạn cũng không suy nghĩ, trách móc bản thân quá nhiều. Ngược lại, bạn tìm ra cách để động viên mình tiếp tục tiến về phía trước. Để duy trì một cơ thể khỏe mạnh, con giáp này hãy luôn nhớ giữ lối sống lành mạnh, ăn uống đúng giờ, thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, chớ nên thức quá khuya hoặc tiệc tùng quá nhiều, sử dụng nhiều rượu, bia và các chất kích thích. Xem tử vi tuần 2 tháng 4 âm lịch năm 2024, tuần này có nhiều áp lực sẽ khiến cho tuổi Quý Sửu cảm thấy mệt mỏi và khó chịu, phần nào ảnh hưởng đến năng suất làm việc của bạn. Con giáp này dễ lơ là, thiếu tập trung, có những suy nghĩ khó có thể dự đoán được, khiến cho vận trình chuyển biến theo hướng hoàn toàn khác. Thiên hình hung tinh báo hiệu những tai họa bạn gặp phải trong thời điểm này đều có nguồn cơn do chính bản mệnh mà ra. Thiếu tinh thần làm việc thì tất hiệu quả công việc sẽ sụt giảm, thiếu tập trung thì sẽ mắc phải sai sót. Nếu như tuổi Quý Sửu không muốn bao nhiêu công sức mình phấn đấu trước đó bị đổ sông đổ bể, thì bạn cần phải tự chấn chỉnh lại bản thân mình. Đừng để bản thân cứ mãi trượt dài trong sai lầm mà không lấy lại được phong độ ban đầu. Tuy nhiên, cũng chớ nên gắng sức làm việc quá mức,
mà cần phân bổ thời gian hợp lý. Khi cơ thể đã đến ngưỡng chịu đựng thì nên nghỉ ngơi, bởi cố làm thêm chỉ càng tăng nguy cơ sai sót về sau. Tuần này, điểm báo không mấy tốt lành về con đường tài lộc sắp tới của tuổi Quý Sửu. Bản mệnh khó mà có được vận may về tiền bạc, chuyện kiếm tiền trở nên khó khăn hơn nhiều so với trước đó. Bạn thiếu sự chỉn chu trong khi làm việc, nên khó mà có được thu nhập ổn định, thậm chí còn có khi bị thiệt hại thêm, vì phải bù đắp cho những sai lầm mình gây ra. Nhất là người làm kinh doanh ở thời điểm này không thực sự có tinh thần làm việc, thiếu sự tìm tòi, sáng tạo mà cứ mãi đi vào lối mòn, nên khó mà có được doanh thu như mong muốn. Tiền bạc có phần hạn hẹp hơn nhiều, tiểu hao hung tình xuất hiện trong tuần còn cho thấy bản mệnh đang có nguy cơ mất tiền hao của. Tuy số tiền mất mát không quá lớn, nhưng ở thời điểm kinh tế khó khăn như hiện giờ thì đó cũng là một vấn đề khá lớn mà tuổi Quý Sửu phải đối mặt được. Tình duyên của con giáp này trong tuần khá ảm đạm, bản mệnh thực sự cảm thấy hoang mang về bước đường trước mắt. Dù là người có gia đình hay người vẫn còn độc thân, con giáp này không thực sự tự tin vào bản thân mình, cũng thiếu đi lòng tin tưởng vào đối phương. Chính vì thế, đôi khi tự mình gây chuyện, khiến cho người ấy cũng cảm thấy thất vọng và chán nản. Cuộc sống gia đình trở nên nhàm chán, thiếu sự mới mẻ cũng như không được hâm nóng kịp thời, có thể khiến cho tình cảm dần phai nhạt. Sự hờ hững giữa các cặp vợ chồng là dấu hiệu bất ổn, có thể sẽ tạo điều kiện cho kẻ thứ ba xen vào, hoặc chính bạn là người mất kiểm soát cảm xúc mà say nắng, trúng gió trong những mối quan hệ ngoài luồng. Riêng với những bạn còn độc thân, khuyên bạn nên nhìn rõ thời cơ mà bày tỏ tình cảm, chớ nên chần chừ, do dự quá lâu, đối phương cũng sẽ thấy mơ hồ về tình cảm của bạn. Biết đâu khi bạn có đủ dũng khí để tỏ tình thì người ấy đã trao trái tim cho người khác. Tuần này, Nguyệt lệnh lâm đất suy, đây là dấu hiệu nhắc nhở tuổi Quý Sửu cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe cho thật tốt. Bạn có thể sẽ dễ cảm thấy mệt mỏi trong người, ăn không ngon, ngủ không yên, có thể trên vai gánh vác quá nhiều trách nhiệm, áp lực dồn nặng, khiến bạn không thể nghỉ ngơi hợp lý. Đầu óc lúc nào cũng trong tình trạng suy nghĩ căng thẳng nên vậy. Nên nhớ, sức khỏe là vốn quý, đừng tự làm mình gặp rắc rối. Điềm báo tử vi cho thấy, bạn dễ mất một khoản tiền cho việc thăm khám sức khỏe đó. Xem tử vi tuần 3 tháng 4 âm lịch năm 2024, cục diện tương hại sẽ khiến cho con đường sự nghiệp của người tuổi Quý Sửu tuần này trở nên lắm chông gai, nhiều vướng mắc hơn trước. Những kế hoạch, mục tiêu bạn đặt ra trong thời điểm này khó có thể hoàn thành trong một sớm một chiều, thậm chí còn bị trì hoãn, do bạn phải dành thời gian để giải quyết những rắc rối xảy ra bất chợt. Con giáp này cần phải nhắc nhở bản thân luôn bình tĩnh, kiên nhẫn, chớ nên nổi nóng, kẻo mọi việc lại càng trở nên khó khắc phục hơn khi nghe thấy những lời khích bác, xúi giục của kẻ xấu. Bạn cần phải giữ được lý trí của mình, nếu không rất dễ rơi vào bẫy, bị kẻ khác đổ oan hoặc cướp mất công lao. Dù làm trong lĩnh vực gì đi nữa, Nguyệt lệnh lâm dưỡng cũng khuyên bạn nên phát huy tinh thần chăm chỉ, cần cù, cẩn thận của mình, đặc biệt là khi tiếp xúc với những nội dung công việc mới. Bạn chớ hoang mang, lo lắng, bởi chỉ cần bình tĩnh là dần dần bạn sẽ làm quen được và tìm ra hướng tiến hành công việc phù hợp với mình, với người có chức, có quyền. Do tác động của thiên hình hung tinh, bạn dễ nảy sinh tâm lý kiêu ngạo, nóng nảy, dẫn đến hành sự bất cần, đưa ra quyết định sai trái gây ảnh hưởng đến tập thể. Bản mệnh cần nhắc nhở bản thân thay đổi ngay, nếu thấy mình có xu hướng hành xử như vậy. Tuần này, vận trình tài lộc của tuổi Quý Sửu cũng đầy rẫy những khó khăn. Dường như hy vọng kiếm được tiền lời lãi là hy vọng khá xa vời đối với bản mệnh trong thời điểm này. Do có cục diện tương hại tác động, bạn phải giải quyết nhiều rắc rối bất chợt phát sinh, thậm chí phải tốn kém tiền bạc mới có thể êm xuôi. Con giáp này cần kiên nhẫn trước khi đưa ra những quyết định, đừng nổi nóng, kẻo khiến mọi chuyện càng dễ lâm vào bế tắc. Người làm đầu tư kinh doanh, chớ nên hành sự bất cần, nóng nảy khinh suất, kẻo rơi vào bẫy của kẻ xấu, khiến tiền bạc tiêu hao là chuyện nhỏ.
dính líu vào pháp luật mới là chuyện lớn. Nguyệt lệnh Lâm Dưỡng khuyên tuổi Quý Sửu cần chăm chỉ cần cù, cẩn thận làm ăn. Tuần này, dù có thể bạn chưa thu được một khoản tiền lý tưởng, song công sức của bạn vẫn sẽ được ghi nhận. Cấp trên chắc hẳn sẽ giao cho bạn nhiều cơ hội để khẳng định bản thân, mang lại khoản tiền thưởng, tiền lương tăng trong thời gian tới. Phương diện chi tiêu tuần này cũng là điều mà bản mệnh cần phải lưu ý. Khi tiền chảy về túi eo hẹp, bạn cũng chớ nên mua sắm quá nhiều cho bản thân hoặc những người thân yêu. Hãy chỉ dành tiền cho những món đồ thực sự cần thiết và phù hợp với mình. Khi nghe người khác rủ rê, lôi kéo đầu tư mua sắm, bạn cũng cần hết sức lý trí, giữ vững quan điểm, lập trường của mình, chớ ham những khoản tiền hứa hẹn sẽ từ trên trời rơi xuống. Dù nhiều phương diện cuộc sống trong tuần của người tuổi Quý Sửu vướng phải đủ loại khó khăn, thì may mắn, tình duyên lại là một điểm sáng đáng kể. Bất kể là người còn độc thân hay đã lập gia đình, với các cặp vợ chồng, mâu thuẫn qua đi là lúc hai người thêm hiểu và trân trọng nhau hơn. Người ấy thường đưa cho bạn những lời cổ vũ, động viên hữu ích, giúp bạn có thêm động lực, cố gắng trong cuộc sống. Nếu có thời gian rảnh, hai người có thể tìm cơ hội để hâm nóng tình cảm vợ chồng, tạo thêm cho nhau những kỷ niệm khó quên. Với những người còn độc thân, bản mệnh có thể được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Song mọi chuyện có đi đến đâu hay không thì hoàn toàn phụ thuộc vào mong muốn hoặc cách hành động của bạn. Hãy cởi mở và trò chuyện với mọi người xung quanh. Rất có thể, bạn sẽ tìm được người phù hợp với mình. Bạn nên giữ những suy nghĩ lạc quan, tích cực trong chuyện tình cảm, bởi người ấy sẽ là người sẵn sàng chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn với bạn, cùng bạn đối diện với khó khăn và vượt lên trên nghịch cảnh tuần này. Dù cuộc sống trôi đi không mấy suôn sẻ, nhưng may mắn là người tuổi Quý Sửu vẫn giữ được trạng thái sức khỏe thể chất khá tốt. Hãy tiếp tục duy trì lối sống lành mạnh, chịu khó luyện tập thể dục thể thao và chớ bắt bản thân làm việc quá sức. Bạn sẽ có đủ sức khỏe để đối diện với mọi vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Khi gặp phải những chuyện không như ý muốn, hãy tự cổ vũ bản thân để có thể suy nghĩ tích cực hơn. Chớ than thân trách phận, khiến tinh thần thêm căng thẳng, mệt mỏi. Bạn cũng có thể tìm được sự an ủi tâm hồn khi ở bên cạnh những người thân yêu. Vì thế, đừng ngại tâm sự với người nhà nhé. Xem tử vi tuần 4 tháng 4 âm lịch năm 2024, tuần này, quan đời sẽ hỗ trợ cho sự nghiệp của tuổi Quý Sửu tăng tiến. Nhiều người có được danh tiếng nhờ thành tích tốt, xuất sắc, thậm chí còn được thưởng tiền về nỗ lực của mình nữa. Tuần này, bản mệnh càng khiêm tốn, chăm chỉ càng có lợi. Vì thế, đừng vì nghe theo ai đó mà vội thay đổi quyết định, thay đổi nghề nghiệp quá nhanh. Lúc này, bạn cần tập trung vào mục tiêu, nhiệm vụ hiện tại của mình. Những nỗ lực hoặc hạt giống bạn đã cất công gieo suốt thời gian qua cuối cùng đã nhận được quả ngọt. Bên cạnh đó, bạn cũng nhận được sự hậu thuẫn của rất nhiều người xung quanh. Do đó, con giáp này đừng ngần ngại thừa nhận công sức của mình một cách khéo léo, chứ đừng vội khẳng định tất cả là do công của bạn. Một số người tuổi Quý Sửu chỉ mới có được chút thành tích đã vội cao ngạo, khoe khoang, nên dễ gây mất lòng với mọi người. Thực tế là có nhiều người giỏi hơn bạn, nhưng họ vẫn cần mẫn làm việc, không thích thể hiện ra ngoài mà thôi. Tuần này, chính tài giúp sức để việc làm ăn của tuổi Quý Sửu thuận lợi, hanh thông hơn trước rất nhiều. Nếu là người chủ động, biết nắm bắt tốt cơ hội, thì việc bạn có được hợp đồng lợi nhuận cao trong tuần này là hoàn toàn có thể. Nhìn chung, tình hình tài chính của con giáp này trong tuần sẽ đón nhận nhiều tin khả quan. Tận dụng thời gian này, bạn nên chuẩn bị trước các bước đi cần thiết trong công việc và sự nghiệp. Hợp tác vì các cơ hội tăng thu nhập có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Thế nhưng, cũng đừng vội tin người mà chỉ vì vài thông tin hay ho mà họ đưa ra đã vội dồn hết tiền bạc để đi theo họ. Bất cứ điều gì cũng phải có nhiều thông tin từ nhiều chiều để phân tích, đánh giá cẩn thận đã nhé. Ngoài ra, sức ảnh hưởng của tiểu hao tuần này cũng khiến người tuổi Quý Sửu phải tốn tiền cho những khoản như sinh nhật chẵn tháng, biếu người bệnh. Nhưng những khoản này đều nằm trong kế hoạch của bản mệnh, nên không có gì phải lo nghĩ quá nhiều cả. Ngũ hành tương sinh xuất hiện trong tuần này
là dấu hiệu tốt cho mối quan hệ tình cảm cũng như với người thân trong gia đình của tuổi Quý Sửu. Bạn rất may mắn khi luôn có những người thấu hiểu và luôn sẵn lòng ủng hộ mình. Tình cảm giữa các cặp đôi cũng trở nên khăng khít. Bạn và đối phương dành nhiều thời gian chia sẻ, trò chuyện cùng nhau, nên tình cảm cũng được vun vén. Phương diện tình cảm của người tuổi Quý Sửu đang có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là những ai độc thân sẽ tìm được người bạn có nhiều ý tưởng chung để cùng nhau thực hiện. Hứa hẹn hai người sẽ sớm phát triển từ tình bạn sang tình yêu một cách bền vững. Toàn bộ sự chú ý của bạn sẽ đổ dồn vào gia đình và nhà cửa trong tuần này. Bạn mong muốn thay đổi không gian sống. Vì vậy, đây cũng là thời điểm tốt nhất để khuyến khích cả gia đình bạn tham gia vào việc này. Tuần này, Nhất Bạch bay về chung cung chủ về bệnh tật, thương vong. Dự báo có những rắc rối khi tuổi Quý Sửu di chuyển bằng các phương tiện giao thông, dù là xe đạp điện hay xe máy, ô tô. Do đó, nếu có thể, bạn nên hạn chế đi lại. Tính cách của tuổi Quý Sửu tuần này cũng trở nên hướng nội hơn. Có thể bạn dễ gặp stress, nhưng thay vì suy nghĩ tiêu cực, thì con giáp này nên dành thêm thời gian cho bản thân, xem đây là cách bản thân bạn nạp lại năng lượng sau quãng thời gian bận rộn. Thời tiết nắng nóng, khắc nghiệt nhất trong năm, nên bản mệnh rất dễ bị các bệnh ngoài da như viêm da, mề đay, mụn nhọt. Bạn nên tìm nơi uy tín để thăm khám, dùng thuốc đặc trị, đừng nghe theo những bài thuốc dân gian, thiếu cơ sở khoa học. Tiếp theo là cầm nang vượng vận cho tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, trong tháng 4 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024, khẩu quyết, công việc thuận lợi, quan hệ xã giao tốt đẹp, thích hợp ký kết hợp đồng. Quý nhân tuổi Tý tuổi Tỵ, tiểu nhân tuổi Tuất tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn, màu đen, màu đỏ, con số may mắn 79, 55 và 61. Quý vị thân mến, trên đây là chia sẻ tâm huyết về nội dung được lộc bề trên, đúng tháng 4 âm lịch, năm 2024, Quý Sửu 1973, chúng đậm phát tài rực rỡ. Từ đội ngũ biên tập chương trình, trong quá trình truyền đạt video, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót. Mong quý vị thông cảm và đồng hành đóng góp ý kiến dưới phần bình luận để đội ngũ biên tập chương trình cố gắng ngày một hoàn thiện hơn. Mong rằng nội dung này có thể giúp quý vị có thêm nhiều niềm vui và gặt hái thành công mỹ mãn trong cuộc sống. Tử vi con số may mắn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.